Rồi, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả dòng điện thoại cũ đến mới nha anh em nhé. Hôm nay là ngày 23 âm lịch rồi thì bên em sẽ nhận ship hàng, gửi hàng lốt ngày hôm nay nhé. Đối với anh em miền Trung miền Nam thì lốt ngày hôm nay nhé để anh em kịp nhận trước Tết. Còn anh em miền Bắc thì có thể gửi thêm được 1-2 ngày nữa nhé. Đấy. Anh em đang quan tâm thì đặt hàng sớm nhé, em gửi cho nó kịp. Hôm nay bên em lên clip này là đủ thể loại anh em nhé, từ iPhone, OnePlus, Oppo, LG, Samsung có con máy mới nhé, có 1-2 con thanh lý đó. Đấy. Ngoài ra thì Sony thì anh em có thể xem những video trước. Hôm nay thì em lên cái video này thì chuyên những cái dòng máy này nhé. Đấy, anh em quan tâm rồi đón xem chi tiết trong video. Cửa hàng em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên mua gửi hàng ship code toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bảo anh 3 tháng nhé. Đối với những con máy thanh lý thì bao Tết 1 tuần. Anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em miễn phí ship nhé. Ok, để không làm mất thời gian của anh em giới thiệu luôn nhé. Này mà giới thiệu luôn với hai con thanh lý này em giới thiệu trước này. Con này là con Samsung J8. J8 mặt lưng bị vỡ nhé. Mặt lưng này bị lứt, phồng lứt. Máy thì full chức năng nhé, không lỗi làm gì đâu. Đấy, camera ok, bình thường, không có lỗi làm gì nhá. Nó chỉ bị lứt cái vỏ lưng đằng sau thôi. Anh em mua thì em sẽ tặng kèm cái ốp lắp vào là ok. Con này cấu hình thì nó là RAM 3 bộ nhớ 32 anh em nhé. RAM 3 bộ nhớ 32. Giờ con này thì anh em dùng chống cháy ok nhá. Dùng chống cháy hoặc mua cho phụ huynh con cái cũng được. Con này màn khá to nhá. Đấy, RAM 3 bộ nhớ 32 này. Ok cho anh em. Con này để cho anh em 850 nhá. 850.000. Kèm sạc cáp luôn. Anh em không lấy sạc cáp thì 800. Không lấy sạc cáp 800. Con này là con 6S Plus này, quốc tế 16GB vỏ xấu. Máy full chức năng nhé, vân tay đầy đủ. Đấy, màn đất kính hơi bầm nhẹ trên này, hơi bầm nhẹ nhé. Còn lại là full chức năng, con này cũng 850 tặng kèm sạc cáp. 850 tặng kèm sạc cáp nhé. Ok, xong hai con thanh lý nhé. Em giới thiệu mấy con trong hộp này nhé. Samsung A05s máy mới 100%, nguyên siêu, chưa qua sử dụng nhé, chưa bóc siêu luôn. Con này ngoài cửa hàng đang bán hiện tại là 3,8 triệu nhé. Con này em để cho anh em nay giảm còn 3,1 triệu nhé, cực kỳ rẻ luôn, 3,1 triệu. Anh em mua về tặng mua biếu thì quá hợp lý luôn, cực kỳ là ngon nha anh em nhé, giá rẻ, máy mới mà giá như máy cũ luôn. Tiếp theo là con K40 Gaming này, K40 Gaming nhé. Con này thì bản là RAM 12 bộ nhớ trong 256, bản cao nhất anh em nhé. Đấy. Máy là full book, kèm sạc cáp zin theo máy, sạc cáp siêu nhanh nhé, 67W. Máy màu đen này, con này pin 5000 nhé, màn có 120Hz, dùng cực kỳ ngon rồi. Có hai phím trigger ở đây anh em nhé. Đấy. Anh em khi chơi game anh em bật lên thì chơi những cái tựa game bắn súng cực kỳ là hợp, cực kỳ là lợi thế luôn. Đấy. Ok cho anh em, giá hôm nay giảm còn 4.750.000 anh em nhé, 4.750.000 K40 Gaming, 4.750.000. Bảo anh 3 tháng nhé, anh em không lấy bảo hành thì giảm tiếp 200.000, giảm tiếp 200.000 anh em nhé. Rồi, tiếp theo là con Vivo này. Vivo này là V25 Pro, con này hàng chính hãng nhé, hàng chính hãng còn bảo hành, còn bảo hành chính hãng luôn. Anh em có thể check giá nhé, mới hiện tại là có đâu đó khoảng 8 triệu nhé. Con này thì em để cho anh em giá 4.9 triệu, 5 triệu giảm 100 còn 4.9 triệu nhé. Máy cực kỳ đẹp, cũng là full book luôn, tặng kèm sạc cáp zin, có cả ốp lưng nhé. Máy màn hình cong, con này màn hình cong nha anh em nhé. Ok cho anh em, 4.900.000 nhé, 4.900.000. Ok. Rồi, tiếp theo em giới thiệu là iPhone này. iPhone 12 Pro quốc tế 128GB, máy 99, full chức năng. Cái này để cho anh em giá 11 triệu tròn nhé anh em nhé, giá 11 triệu tròn. Máy cực kỳ đẹp nhé, pin 100. Đấy, 11 triệu nhé. Tiếp theo là XS Max này. XS Max thì có mấy cây, con này màn sọc 4.3 triệu, màn sọc 4.3 triệu nhé. Máy full chức năng, Face ID đầy đủ. Đấy, ngoài màn sọc ra không có lỗi làm gì, 4.3 triệu nha anh em nhé. Đây là iPhone 11 quốc tế, cây này bản chính hãng VNA luôn anh em nhé, bản chính hãng VNA luôn. Đây. VNA bản 64GB, máy full chức năng, Face ID đầy đủ nhé, Face ID đầy đủ.
Em để cho anh em giá 5 triệu 3, 5 triệu 3 nhé, bảo anh 3 tháng nhé, 3 tên 1 tuần giá 5 triệu, 3 tên 1 tuần giá 5 triệu nhé anh em nhé. Đấy, yên mắc này, quốc tế 64GB, máy cũng là full chức năng nhé. Còn này thì màn là màn GX, màn thay màn GX nhé, giá 5 triệu, 5 triệu 3 này. Full chức năng nhé, đấy, full chức năng, máy còn tương đối đẹp, 9899 nhé, 5 triệu, 5 triệu 3. Còn cả có cả màn zin nhé, yên mắc màn zin, main zin, màn zin, zin hết thì giá sẽ là 6 triệu rưỡi nhé, 6 triệu rưỡi, bảo anh 3 tháng nhé. Còn 3 tết 1 tuần thì giá sẽ là 6 triệu mốt, 6 triệu mốt, 6 triệu rưỡi nha anh em nhé. Còn đây là con XS này, con này là XS 256GB, quốc tế, cũng là full chức năng nhé, VID đầy đủ. Con này tình trạng là màn GX, màn thay này, pin thay nhé, pin thay, đấy, 256GB này, 2 SIM luôn anh em nhé. Con này lưu trữ thì thoải mái luôn, mặt lưng nó hơi xước, hơi chảy nhé, gần tí góc. Giá 3 triệu rưỡi anh em nhé, cái này để cho anh em giá 3 triệu rưỡi, thanh lý nhé, cái này là máy thanh lý. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em mấy con OnePlus này. OnePlus này là 10T 5G, cấu hình rất cao nhé, mà giá lại cực kỳ hợp lý. Đây, anh em nhìn này, OnePlus 10T 5G, con này chạy chip 8Plus Gen 1, RAM 8+6, bộ nhớ trong 128 nhé, màn là 6.7 inch, có 120Hz, pin 4800 này, có hỗ trợ sạc siêu nhanh nhé. Cam trước là 16MP này, cam sau và cam chính 50MP nha. Cam phụ là 8MP và 2MP. Con này hàng chính hãng đang bán 14 triệu, 14 16 triệu tùy bản nhé. Con này em bán cho anh em hàng sách tay này giá chỉ có hơn 5 triệu thôi, 5 triệu mốt, 5 triệu rưỡi. 5 triệu mốt, 5 triệu rưỡi nha anh em nhé. Đấy, giá cực kỳ rẻ, chỉ bằng 1/3 hàng chính hãng thôi nha anh em nhé. Cái điểm yếu duy nhất là máy một SIM nhé, điểm yếu duy nhất là máy một SIM. Đấy, máy một SIM mà anh em đổi lại rẻ 1/3 như này thì quá là xứng đáng luôn anh em. Đấy, phần tay trong màn hình nó rất là nhạy luôn, màn đẹp. Ok cho anh em. Đấy, hôm nay em còn 3 cây nhé, 5 triệu mốt đến 5 triệu rưỡi, 5 triệu mốt, 5 triệu rưỡi. Tiếp theo là LG này, LG này là V40, RAM 6, bộ nhớ 64, chip 845 anh em nhé, màn hình là 2K, 6.4 inch, pin 3300. Còn này hôm nay giảm còn 2.150.000 nhé, 2.150.000, máy đẹp. G7 này hôm nay thanh lý luôn cho anh em, giá 1.600.000 nhé, G7 giá 1.600.000 luôn anh em nhé. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845, màn hình con này cũng là 2K đấy, màn rất đẹp luôn, màn con này cực kỳ sáng nhé, pin 3000, hình thức đẹp, giá 1.600.000 nhé. Con này hàng là thanh lý luôn nhé, 1.600.000. Còn đây là cuối cùng là Oppo A53. Oppo A53 này thì bản RAM 8, bộ nhớ trong 128 nhé, màn là 6.5 inch, pin 5000, pin cực kỳ trâu nha anh em nhé. Máy hình thức đẹp, hình thức đẹp anh em nhé, giá 2.300.000, 2.300.000 anh em nhé. Ok cho anh em, 2.300.000. Rồi, đây còn sót hai con SE này chưa giới thiệu anh em nhé. Đây, SE này là SE 2020, quốc tế 64GB. Hôm nay là dùng được 2 SIM rồi anh em nhé. Nó chạy chung chip với cả dòng 11 Pro Max này anh em, cực kỳ mạnh nhé. Con này là máy thay pin này, máy thay pin, đây 2 SIM đấy nhé. Hình thức đẹp, cây màu đỏ này em để cho anh em hôm nay giảm còn 2.900.000 nhé. Đấy, anh em cần một con máy nhỏ gọn mà lại cực kỳ mạnh nhé thì dùng con này, dòng này SE là cực kỳ hợp lý nhé, mà lại dùng được 2 SIM, 2.900.000 nhé, màu đỏ. Đen trắng hôm nay em giảm cho anh em còn 3 triệu. Màu trắng này, màu đen này, 3 triệu nhé. Hai con này thì pin zin. Đấy, ok cho anh em. Còn đây, cuối cùng là SE. SE đầu thời đời đầu tiên hay còn gọi là 5SE nhá. Máy này quốc tế 32GB, full chức năng. Máy zin nhá. Hàng này hàng cực kỳ chất thôi anh em, dùng sưu tầm được nhá anh em nhá. 32GB này, hình thức đẹp, găng luôn anh em nhé, chân sạc còn mới tinh này. Đấy, ok cho anh em, giá 1.500.000 nhé, 1.500.000, bao test 1 tuần, anh em lấy thêm bảo hành thì là 1.650.000, vẫn tặng kèm sạc cáp. Ok anh em nhé. Rồi, cuối cùng thì anh em quan tâm cứ nhắn cho em qua Zalo
gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn qua Facebook nhé. Cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả video. Để hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả anh em.